khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2017, tổ kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn công an Bến Tre đang làm việc trên quốc lộ 60 thuộc xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, phát hiện anh Thạch Quách Na, sinh năm 1986, thường trú thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, điều khiển xe mô tô biển số 64K78348, vi phạm lỗi nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên lít khí thở, nên tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lỗi vi phạm trên. Lúc này, Thạch Quách Na đến năn nỉ lực lượng làm nhiệm vụ bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng không được. Vì có hơi men trong người, Na liền lấy xăng đem theo trên xe, đổ lên người mình và cầm bật lửa trên tay đến đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Rất may, lực lượng công an đã vận động, thuyết phục và khống chế được đối tượng vi phạm, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.